tiên chúng ta cần tải về ứng dụng DMS trên App Store. Sau khi tải về thì chúng ta mở lên hoặc click vào phần đăng ký. Khi đăng ký thì chúng ta sẽ đăng ký bằng tài khoản email. Chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký. Đăng nhập thì chúng ta nhấp vào góc phải màn hình, chọn quét mã QR để cấu hình camera. Sau khi ứng dụng đã ghi nhận được thông tin thiết bị, thì chúng ta nhấp vào phần tiếp theo, chọn camera không dây, tiếp theo, kết nối với điểm phát sóng Wi-Fi do camera phát Wi-Fi ra. Sau khi kết nối được Wi-Fi thì chúng ta cũng quay trở lại ứng dụng DMSS, tạo mật khẩu mới cho thiết bị. Sau khi nhập mật khẩu thì chúng ta chọn vào bước tiếp theo để kết nối Wi-Fi cho thiết bị. Chọn Wi-Fi của nhà chúng ta, nhập mật khẩu Wi-Fi. Sau khi nhập thì chúng ta nhấp vào phần tiếp theo và đợi camera cấu hình là xong. Sau khi camera cài đặt xong thì chúng ta chỉ cần đặt tên cho thiết bị. Chọn múi giờ là cộng 7. Như vậy chúng ta đã cấu hình xong chiếc camera Wi-Fi đa hua. Phần các camera Wi-Fi đa hua thì chúng ta cũng sẽ cài đặt tương tự. Để chia sẻ camera Wi-Fi cho người thân, chúng ta nhấp vào phần chia sẻ thiết bị, nhập tên tài khoản DMSS và cấp quyền cho người được chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.